Messi quá. Ui xôi ôi, đâu mất rồi Messi. Lại là bứt tốc Messi. Messi. Ui. 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 Hôn giày. Hôn giày. Messi hôn giày monumental của Beckham. Lionel Messi 2009. Ok ok ok. Và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. 2 tuần rồi chúng ta mới gặp nhau trên clip review. Và thật sự là cái khoảnh khắc mà mình chờ đợi để làm cái clip này nó đã đến. Đó là mình sẽ được trải nghiệm Lionel Messi, một phiên bản có thể nói là phiên bản này trẻ nhất trong game eFootball 2024. Đó, tính đến thời điểm này eFootball 2024 nhá, không tính các mùa trước. Đấy thì mình được anh em Hoàng Bảo support hỗ trợ và cho mình mượn ARK để mình trải nghiệm con hàng này. Cảm ơn anh em Hoàng Bảo rất nhiều. Đầu tiên cảm nhận của mình về thẻ Big Time mùa giải năm nay rất đẹp, thật sự là rất đẹp luôn. Anh em nhìn có hoạt cảnh cỗ máy đang cưa xoay đằng sau, anh em nhìn dã man nhỉ, đẹp hơn mùa trước rất nhiều luôn. Đấy, và Messi bản này là Messi của bản ngày 27 tháng 5 2009, 21 tuổi. Đó, lúc đấy là bắt đầu là chập chững vào nghề anh em ạ. À không, thực ra cầu thủ thì người ta đá lâu rồi, nhưng mà 21 tuổi vẫn là gọi là ngôi sao trẻ thôi, chưa phải là đến tuổi trẻ chín đâu. Rồi chúng ta có Messi 21 tuổi, Barcelona, ok Big Time. Chúng ta có style roaming flank, đây là cái mình thích nhất trong 3 phiên bản của Messi ở box lần này. Đó là cái style của Messi này là thuần về chạy cánh. Roaming flank nó sẽ là chạy cánh và sẽ hay bó vào trong hơn. Còn prolific winger sẽ là gần như là bó cánh nhiều, bám cánh nhiều, còn roaming sẽ là bó vào trong một chút. Đấy, và style này thì mới đúng là Messi chơi cánh này. AI của Messi, Trickster chạy chỗ, Minh Zidane chạy, Speeding Bullet chạy, Acceleran chạy, đó có 3 cái để boost thêm cho khả năng chạy, Early Cross tạt sớm. Ok, rất dã man. Chỉ số 99 nhảy 105. Kinh khủng khiếp đấy anh em ạ, 99 nhảy 105 là nhảy 6 chỉ số lận đấy. Ok, nhận thức tấn công 89 thôi, kiểm soát bóng 92, rê bóng 96, giữ bóng 88. Trong 3 bản thì bản này thọt nhất về khả năng giữ bóng. Đấy, nhưng mà với một cầu thủ trẻ 21 tuổi thì Konami làm chỉ số này là cũng rất khủng khiếp rồi. Chuyền thấp 83, chuyền bóng 77, dứt điểm 93, cao hơn rất nhiều so với những tiền đạo khác kiểu Ramos Højlund có 8 mấy thôi. Dứt điểm 93 phải gọi là dã man đấy anh em ạ. Dứt điểm 9x là kinh lắm rồi. Đánh đầu 86, bàn này được búp đánh đầu cực mạnh luôn. Búp 6 chỉ số lận. Sút phạt 80, độ xoay bóng 86 cũng rất ngon. Tốc độ 93 và bứt tốc là 101. Anh em thấy thời trẻ Messi kinh không? Rất nhanh luôn. Lực sút 81. Tỷ đè yếu, tỷ đè không có làm gì. Thăng bằng 88, thể lực 86, thể lực này là cũng khỏe rồi, thể lực ok. Nói chung chỉ số này thì mình đánh giá là chỉ số làm rất ok với một cầu thủ trẻ. Nó không quá quái vật, nhưng mà những chỉ số nào cần nổi bật thì Konami làm nổi hẳn lên. Ok. Tần suất sử dụng chân không thuận gần như không bao giờ, độ chính xác chân không thuận là cao, form phong độ ổn định cả chân tới bình thường. Chúng ta có booster của Messi, Bearer of Fate, cái này dịch ra là người mang số phận hay người của số phận gì gì đấy. Và chúng ta có cộng 4 chỉ số vào dứt điểm, đánh đầu, tốc độ và bứt tốc. Kinh đấy. Đây. Ok, chúng ta có skill double toot, hai chạm qua người, zone control giữ bóng tốt hơn. Hitting đánh đầu, long lên corner cứ lòng từ xa, dipping sút đập đất. Đó đến shooting sút xa, first time sút một chạm, auto pass chuyển một chạm, throw passing chọc khe, penalty cửa sút pen, tư thế đặc biệt. Ok, mình thấy có mỗi cái double toot để qua người thôi anh em nhá. Và nếu anh em thích Messi kiểu mua máy nhiều đa dạng, anh em ép thêm cho mình Mason Turn xoay compa, flip flap, rồi chop turn kiểu giật của Ronaldo, chop turn này đấy. Ở nhìn chung là có 3-4 cái đấy để múa may nữa. Đấy anh em sombrero tưng bóng qua đầu cũng được, anh em ép thêm để múa may đó. Ở đây thì anh em Hoàng Bảo ép thêm pinpon tạt xoáy cũng ok đấy. Đấy nhìn chung là như này là ổn rồi. Và bây giờ ta lại với thực chiến của Lionel Messi 21 tuổi phiên bản cực cháy hôn giày. Let's go. Ok ok, và thông tin trước khi vào trận đấu, thông tin cho anh em một chút. Messi bản này là Messi và trận chung kết Champions League ngày 27 tháng 5 2009 với Manchester United đấy. Mình là fan MU nhá. Mới bị MC dã xong, mới thua Newcastle xong, xong hôm nay làm Messi, Messi lại là nhân vật chính trong ngày mà ghi bàn đánh đầu vào lưới của Van der Sar năm 2009. Đấy, lên ngôi vô địch. Anh em nghĩ nó thảm không? Đấy thì cái trận đấu đấy mình tìm hiểu thêm một chút là từ Glenn Van Best. Ui. Ôi, sút gì đấy? Gravenberg được nhờ sao trẻ của Liverpool. Hình như ông này là mua đất từ Bayern thì phải, ba mấy triệu à?
mua đứt hay cho mượn mình không nhớ lắm, hình như mua đứt thì phải. Kinh nhờ Messi. Vừa nãy mình đang nói đến câu chuyện mà Barca, tại sao mình nói đến Barca ngày hôm đó khi mà Barca chơi style là quick counter. À không, không phải, style đó là phòng ngự phản công, còn không biết là long ball hay là quick. Đấy, thành ra là Messi bản này tốc độ nhanh, thể lực tốt thì nó rất ổn, rất hợp với cái phong cách anh em nào chơi phòng ngự phản công. Nhận đánh đầu. Phải thật, nãy giờ loang hoang anh em ạ. Nói chung là hơn 2 tuần mình bắt đầu với chơi lại những trận pet đầu tiên đấy. Đáng nhẽ là trước trận này mình phải gọi là làm quen vài trận rồi là đá tập trước chứ. Vào trận này hơi sớm nhưng không sao, thế cho nó thật. Nói chung là sẽ mất hiệp đầu nó chuột choạc anh em nhá, kiểu gì mất hiệp đầu chuột choạc. Hiệp 2 nó quen rồi thì nó không chuột choạc nữa. Messi quá, úi xôi ôi. Quay ra không thấy hậu vệ đồ bạn đâu anh em ạ. Nhấn bứt tốc một cái quay ra hậu vệ đồ bạn đi đâu. Hậu vệ đồ bạn đi đâu mất rồi. Messi. Lại là bứt tốc Messi. Messi. Ui. 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 Hồn dày. Hồn dày. Messi hồn dày monumental của Beckham. Lionel Messi 2009. Qua được. Anh em thấy sút quả này thì nó hơn khối ông tiền đạo chưa? Đấy, sao trẻ 21 tuổi thôi đấy. Đấy, sút cho các anh nhìn. Sút cho các đàn anh sáng hết cả mắt anh em ạ. Một tình huống mà Messi bứt tốc từ bên hàng lên cánh phải, rẽ vào trong, rẽ ở khoảng cách rất xa, thật sự là rất xa. Sút được quả này vào là gớm mặt đây anh em ạ, không 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 dễ đâu. Quả đấy thì cũng gần như là dipping shot đấy, nó chưa ra hình hài dipping lắm. Nó vẫn đang là sệt thôi. Sệt đặc. Ok, trận này thì mình để ý đôi bạn cắt những tình huống mà mình truyền từ tuyến dưới lên tiền đạo cắm khá là tốt đấy anh em nhá. Thành ra mình sẽ cố gắng truyền sang hai cánh thôi. Tốt này. Lâu lắm rồi mình mới chơi lại ông Augenthager của CB này. Ông này đánh đầu phá bóng tốt vãi. Nhưng mà rất ít anh em dùng nhá, không biết anh em không săn hay là anh em bị ban hết tích rồi. Đấy, chứ ông Augenthager này mình giờ Augenthager hay là Augenthaler nhỉ? Augenthaler gì ạ? Giờ mình chơi lại mình thấy ông này phá bóng bổng tỷ đè các kiểu chiến vãi. Messi. Hiệp 1 thì hơi chuột choạc nhưng mà hiệp 2 mình nghĩ là sẽ ok hơn. Úi. Messi. Úi. Gọi tên si trong đêm. Chẳng bao giờ có rô. Rossi. Đó chính là Mr. Siro. Mr. Siro anh ạ. Ok, Messi qua người lại bằng cách tốc độ thôi, bứt tốc 101 cơ mà. Gặp Van Dijk hơi to anh ạ, Van Dijk hơi to. Đây rồi, mình xin. Messi đang bó vào đúng một running flank nhưng không phải đường truyền ra cho Messi. Tại sao quả đấy không nhả Messi nhỉ? Nhả lại tận Roberto cắt lốt anh em ạ. Nhưng mà Messi di chuyển quả đấy thì đúng chất của Roaming luôn. Chạy cánh bó vào chứ mấy quả đấy là prolific. Tốc độ của Messi double tut. Cửa lòng. 2-0 à nhầm 2-1. Một bàn thắng theo kiểu mẫu của Lionel Messi. Ui giời. Đá đấm thế này thì con nhà người ta này, con nhà người ta không dám đá nữa anh em ạ. Sợ thật, tình huống đấy là Messi bứt tốc sau nhá. Tình huống này bứt tốc sau nhưng mà sức rướn cộng với tốc độ tốt vẫn qua được người. Double tut cứa lòng nó là mẫu luôn rồi. Anh em xem kênh mình anh em sẽ thấy những bàn kiểu như vậy xuất hiện rất nhiều luôn. Tốt. Messi. Ui. Tí đi ăn. Đội bạn tỉnh đấy. Đội bạn tỉnh. Tỉnh táo tàu. Qua được Toby Yasu không? Yasu. Rồi. Đứa em của gió. Đứa con của gió chứ Messi. Tốt, đường truyền xuống cho Joan. Bên trong có Roberto Carlos rất nhẹ nhàng. Nhớ không em, bàn thắng ngày xưa. Nói chung là hiệp 1 đội bạn chơi tốt hơn mình rất nhiều, nhưng mà hiệp 2 vào form cái là nó khác bọt liền. Nhưng mà Roberto Carlos ở đâu chui lên nhỉ? Quả này di chuyển hay. Đệm quả bóng cũng nhìn cũng khét đấy. Anh em nhìn đệm quả bóng nó nhẹ mà cảm giác là phết. Ok, chúng ta đã có bàn thắng thứ 3 với cú đúp của Messi. Có tới rất nhiều tình huống Messi dùng tốc độ qua người trận đấu ngày hôm nay.
Neymar đây rồi, giờ nhìn thấy bóng Neymar đưa vào cho Messi đánh đầu. Đéo. Đây là phẩm chất mà cái bản này Konami đã búp thêm cho Messi, đó là skill hitting. Khả năng đánh đầu rất cao. 86. 86 khả năng đánh đầu. Chỉ số đánh đầu rất khét đấy, ông này lắc đầu luôn mà. Đánh đầu cho ông này lắc đầu luôn. Nói chung là ghi bàn theo đúng cái phong cách mà bản này thể hiện rất tốt ở mùa 2009 trong trận chung kết với Manu. Đánh đầu vào lưới Van der Sar, anh em biết dã man như nào đấy. Phá bóng này cũng gần gần tương tự đấy. Quả đánh đầu Van der Sar cũng gần gần tương tự quả này. Thôi được, trận này thì nắm chắc chiến thắng còn gì nữa. Đội bạn có ghi thêm hai bàn nữa thì cũng gọi là no hope. No hope trong thùng xốp luôn anh em ạ. Ok. Ok, ôi sao Neymar bó mãi vào đây. Chạy sang cánh thoáng, bó vào đây làm gì? Bó vào đây làm gì? Messi này, quá người tiếp. Ok, đội bạn bắt bài rồi, đội bạn tỉnh hơn nhiều rồi. Sau vài quả qua người bằng tốc độ, đội bạn tỉnh hơn rất nhiều luôn. Ok, nói chung trận đấu ngày hôm nay, trận đấu đầu tiên nhẹ nhàng này thôi anh em ạ. Chúng ta làm nhẹ nó ba bàn với Lionel Messi và có một tình huống đánh đầu. Thôi cho đội bạn một bàn không sao cả, không sao cả. Đấy, có một tình huống đánh đầu rất kinh khủng. Đấy, sau trận đầu tiên này ấy, sau trận đầu tiên này thì mình đang cảm giác là Messi bản này ấy ít kỹ thuật. Nếu như là mình sẽ ép thêm Mason Tonsoy Compa đấy, nó sẽ toàn diện hơn về khả năng qua người một chút. Ép thêm cái đấy mình nghĩ là ok. Còn lại thì nhìn chung nhá, nhìn chung vẫn đang là khá là ổn, vẫn đang khá ổn. Chưa gọi là ấy đâu. Chưa gọi là thể hiện gọi là quái vật hay gì cả. Nhưng mà đây là một phiên bản vẫn rất là cháy. Cháy thì vẫn rất cháy, nhưng mà vẫn bởi vì vẫn với vai trò mà là một cầu thủ trẻ. Đúng không? Anh em thấy không? Mình thích cái điểm này ở Konami này. Vẫn rất trẻ, đây là Konami mà làm quái vật quá thì nó lại không hay. Trẻ thì nó phải non một tí. Thành ra bản này trận đầu mình cảm giác là ok. Đá cánh rất hay. Rồi xong. Rồi xong. Lâu không đá, đây là một cái mà mình nói anh em là ngày nào phải đá này. Lâu không đá là phòng ngự ngáo luôn anh em ạ. Anh em thấy trận này mình phòng ngự ngáo. Cả trận trước thế vào toàn mấy quả vớ vẩn, không kèm được người. Ở trận thứ hai này mình sẽ để Messi đá vị trí CF đá cắm nhá. Nói chung là với skill hitting cộng với khả năng dứt điểm rất cao, đá cắm thì nó không phải một lựa chọn quá tệ, mà nó là lựa chọn có thể nói là có thể gây đột biến rất cao đấy. Đấy ba, xoay con bà ơi. Sao lại là flip flap nhờ? Messi đã cắm 8 đời đánh đầu 86, anh em thử chơi tạt cánh đánh đầu xem là có tận dụng được không. Chứ trận này mình nghĩ là hơi khó tạt rồi. Trận này đội bạn đá sơ đồ 3 trung vệ thì sẽ rất là hổng cánh. Tuy nhiên thì hai cánh của mình đang xếp là Neymar, Kritip, rồi là ông thần Arien ấy, Andy cái gì Iniesta, trời nói mãi được, còi hú lại công an. Cả hai ông này đều là style creative playmaker, thành ra là không ham hố gì chạy cánh em ạ. Ôi what the fuck is it shit ơi gì ấy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Nói chung mình đang nói đến câu chuyện mà chúng ta có hai cái cánh. Nó không phải là cánh, nó là Messi. Nhẹ thế. Thành ra là nãy giờ cánh anh em thấy là di chuyển băng lên rất ít luôn. Chúng ta bị thọt đi cái vấn đề đấy. Đôi bạn đá ba trung vệ mà chúng ta không quét được cánh thì rất là sai lầm. Nhưng mà mình sẽ cố đá thêm đến hết hiệp 1. Hết hiệp 1 mình sẽ thay mấy ông thần chạy cánh vào để quét cánh sâu hơn nữa. Chứ Iniesta đá là không dâng cánh nhiều. Neymar cũng không dâng lắm. Bên trong có Messi. Messi. Đội bạn đông quá. Hitting. Ôi giời ơi. Hitting cao nhưng mà khá là vân nhỏ con lắm anh em ạ. Nói chung là quả được quả mất nhá. Không phải quả nào cũng quái vật không chiến đâu. Joan.
Nãy giờ vẫn chập chờn anh ạ, chắc phải để hiệp 2 rồi. Nhưng mà trận này khó hơn rất nhiều khi mà chúng ta thủng 2 bàn cơ. Trận trước chúng ta thủng có 1 bàn thôi thì nó còn dễ gỡ, trận này thủng 2, cẩn thận thủng 3 này. Úi giời ơi. Ui! Anh đi bóng kinh quá. Đội bạn đá tốt đấy anh em ạ, đội bạn đá hay đấy. Đội bạn đá tốt đấy. Được. Ôi, hiệp 2 mình phải bỏ Andre Iniesta đi anh em ạ. Thay vào đó là phó chủ tịch Kylian Mbappe. Mình nghĩ là Mbappe vào nó sẽ là không ít thì nhiều, sẽ là gây đột biến ở hành lang cánh phải. Chứ còn ôi ơi. Xin ấy. Ấy, sút trượt. Sút trượt anh em ạ, sút trượt. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Đội bạn vào quả đấy là liệm luôn, không biết nói gì. Rồi Mbappe, anh em thấy sự xuất hiện của Kylian Mbappe. Cánh phải nó khác hơn rất nhiều, bên trong có Messi. Quá tuyệt vời. Không còn gì để nói, đúng là anh em thấy sự khác biệt chưa? Khác biệt hoàn toàn luôn đấy, không phải là chuyện đùa đâu, khác biệt hoàn toàn luôn đấy. Rất thoáng, khoét ngay được cái điểm yếu của sơ đồ ba trung vệ. Và Messi thì lẩn trốn trong những góc tối để chạm nhẹ quả chân phải. À vậy là trận này ghi bàn chân trái có, chân phải có, đánh đầu có, được nhỉ. Trận đấu một clip khá là toàn diện đấy. Đúng là Messi bàn này cháy thật. Hay. Mbappe vào khác biệt chưa? Khác biệt chưa? Hai đều chỉ trong có vài phút thôi. Và đôi bạn phải chứng kiến lần thứ hai Messi hôn giày. Khổ thân Messi, trận này cứ buộc giày vào xong lại phải tháo giày ra để hôn, hít này thì khổ, hít xong mai về toàn hạt vi nhựa trong họng. Ok. Hai đời sau từ lúc mà đôi bạn nó bỏ lỡ cái quả đối mặt kia thì vã cho hai quả cho đôi bạn tái hết cả mặt đây ngầm ạ. Còn gì mà nói nữa, bỏ lỡ đáng tiếc, xong giờ có nguy cơ bị thua ngược nữa. Messi, tốc độ của Lionel Messi. Có thể sút được. Mbappe, sự khác biệt đến từ vị trí của phó chủ tịch. Đội bạn khóc, mình đảm bảo đội bạn khóc luôn. Nói gì thì nói. Bỏ lỡ mấy cái quả vô duyên và bị ngược lại thì thật sự là nỗi đau thấu trời. Ui Messi, qua người quả này tốt nhờ. Tốc độ dã man thật. Ba bàn trong vánh luôn. Mình không thể ngờ là mình có thể ghi ba bàn nó trong thời gian ngắn như vậy luôn đấy. Sơ đồ ba trung vệ nó để lộ là rất nhiều khoảng trống nữa mà không chơi tập trung. Chơi lại còn chơi khinh địch nữa thì thôi. Ok. Messi cháy quá anh em ạ, Messi bản này cháy quá. Bạn trẻ nhưng mà đá nó rất là già. Messi đánh đầu. Quả đấy Messi lại bó vào trong mất rồi. Bị lỡ nhịp. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận nhá, đôi bạn gỡ hòa bất cứ lúc nào nhá. Ê. Ui, hậu vệ chán thế. Gỡ hòa bất cứ lúc nào đây anh em ạ, không đùa được. Tốt. Đá cả CF cũng hay. Ok, những phút cuối cùng của trận đấu rồi. Nói chung là chúng ta cố gắng cầm không để thua bàn nào nữa là ok. Còn lại nhìn chung mình đánh giá đây là một phiên bản rất rất ngon. Và đặc biệt là cái điệu ăn mừng không một cầu thủ nào có. Cởi giày thì không một ai có trong game rồi. Thành ra là anh em bắt buộc, anh em fan Barca bắt buộc phải săn. Còn anh em khác mà có tiền đấy, săn, phải săn. Rất ngon luôn. Đấy. Anh em nào thiếu coi thì liên hệ mình qua fanpage mình ở link phần mô tả và phần top comment. Có coi app an toàn chính hãng cho anh em nạp yên tâm. Đấy, và xin chào gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Trời ơi Messi ngon quá anh em ơi. Xong clip này mình chắc cũng mình cũng phải săn mất. Bye bye.